Xin chào các bạn đã quay lại với video unbox bài của Ba Bắp và Ngô Đồng. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ mở học bài nào đây Ngô Đồng? Dạ, hôm nay chúng ta sẽ mở học bài NS5M07, học mới nhất của dòng năm tệ. Rồi. Thì đây là cái box ngày hôm nay ha các bạn. Này là box offline nha. Thành ra nó sẽ nó sẽ không có hai cái cấp độ cao nhất là XR với lại SZR. Thì nhưng mà mình cũng đắn đo giữa offline với online. Tại vì offline thì là cái học này ha. Thì tổng cộng là có 20 gói, mỗi gói là 8 lá thì vị chi tổng cộng là 160 lá. Nhưng mà nó sẽ không có hai độ hiếm như mình nói là XR và SZR. Còn box online thì mỗi gói nó chỉ có 4 lá thôi mà tổng cộng là 18 lá. Thì tổng cộng một box là sẽ được 80 lá nhưng mà có thêm hai cấp độ đó. Nhưng mà mình có kiếm cho mình check thử thì thấy cái dòng đó mình cũng không thích lắm. Thì so với mấy cái lá đó thì mình cũng vẫn thích MR và ZR hơn. Thì về hai cái cấp độ đó thì tỷ lệ nó như nhau. Này nói chung là chỉ được cái nhiều R hơn thôi, nhiều R và ít R hơn. Nhưng mà mình thì mình nói chung là mình cũng không quan trọng độ hiếm lắm, đẹp là được, đẹp thì mình chơi thôi. Rồi ha, ngoài ra thì cái box này nó sẽ giống như cái box một dòng một tại mà trong video gần đây mình mở thì nó có thêm mấy cấp độ mới. Thì cái box này nó cũng sẽ có vài cấp độ mới như ở đây nè, như các bạn thấy. INS là nó viết tắt của từ Instagram á, cái khung kẹt nó làm nó giống cái kiểu mà mình post, mình thường up ảnh với lại post ở trên Instagram á. Đây là các hit ở đây như ZR là có do với Lloyd Forger trong bộ nào đó đâu? Dạ trong bộ Space Family. Ừ. Còn này là trong Overlord. Rồi cái này thì không biết. Này là Summertime Render ha. Đây là SSR MR nè. Nilo MR Nilo. Đây. Như đây là cái để 5M07 series của bot. Đây là Instagram nè, viết tắt là INS nè, cấp độ mới. Còn đây là gói promo pack. Thì theo mình kiểm tra mình check thì cái gói promo pack của cái box này á, nó vô vào nó gây vào cái bộ Space X Family nhiều. Rồi mình sẽ mở trước cái gói cái này. Bắt vào ha, khá là khác. Con đọc tên được ba nhân vật chính này không? Dạ con nhớ tên, đây là anh nghe nè, đây Lloyd Forger, còn đây là do. Đây là ba ông thầy, thầy hiệu trưởng với mấy ông thầy bộ môn của cái trường học mà anh nha theo. Pia ok. Rồi, mở hộp này ha. Thank you.
12, 5, 8, 20. Ngồi chết đây. Bốn lá R. SR. Reprint ha. SSR và đầu tiên hôm nay. Em bộ gì không biết luôn. Đây, giờ lá MR đầu tiên. Nilo. Nilo trong Genshin. Yeah, Miko. À. Đây là tuyệt đỉnh, tài năng là tuyệt đỉnh đánh bạc ở trong bộ Danganronpa. Tên là Celestial Ludenbus ha. Cũng khá thích nhân vật này. Nào, Tomori. Một đúp nè. Và một SSL mới, như là trong bộ Arknight. Đây là những nhận thức nè, là Sammy à. Này là trong series Monogatari. Này là trong bộ Railgun, trong cái series mà Index á. Này Arknight của Genshin nè.
Nhìn xin luôn ha. À, tôi mua vô. Trong cái cách tôi Sakura nhận thích nhất. Ừ. Không biết. Đây, cấp mới Instagram INS INS. Chẳng lẽ nó phải nằm ở cuối cùng mà sao nó nằm ở giữa? Nó cao hơn SR nhưng mà dưới SR SSI chứ. Không biết nha. SSR chắc là ác này. Không biết luôn, đang ăn dưa hấu. Một cái đất ha. Ốc này ép này. Nhân xin nhỉ. Hầu như sau này là Genshin nhiều, mấy boss gần đây là Genshin. Genshin không? Không biết. Cái lá này, cái ác của cái lá này là nếu như mình không làm là đã từng SR, SR có đã từng lấy một cái ác này là một lá rồi, giờ nó thành R nữa. Nhưng mà cái trường hợp này cũng phải đầu tiên, đó là trong Reyna trong cái bộ Higurashi, cấp độ đầu tiên của nó là R, rồi lần sau thì có SSR nữa ha. Chung là cái tình trạng cái tình trạng mà lấy ác cũ để làm một cái lá độ mới độ hiếm mới thì cũng đã từng xảy ra vài lần.
chắc này. Đây là cái cuối cùng ha. SSE thì nói chung á là cái mod offline này nè là nó khác nhau với online á, là cái tỷ lệ lá R này rất là nhiều, nhưng mà cái một cái nếu mà mấy bạn nào mà thích về SSE thì nên chọn về mod offline này, tại vì cái tỷ lệ bên kia á, là 3 lá R của online á, là 3 R cộng với một SR hoặc cao hơn. Thành ra có thể là SR hoặc là SSE hoặc là INS hoặc là ZGR với MR. Nhưng mà chắc chắn là SSE với SE nó sẽ thấp, nó không có nhiều như thế này. Và nếu thích SSE thì các bạn nên chọn box offline này. Còn thích về độ hiếm mới thì nên chọn box online. Đây là mấy cái lá SSA hôm nay, tuy là không có nhiều lá mình biết hoặc thích lắm, nhưng mà nói chung là nó rất là đẹp. Cái đặc trưng nói chung là cái lá, cái rarity của SSA vẫn là cái gì đó đặc biệt, nó không quá khó kiếm như là ZR hay MR, nhưng mà nó rất là phong cách rất là đẹp, không có đụng hàng, nhất là mấy cái nền, chẳng hạn mấy cái nền vàng, nền này nè, nổi lên nè, phôi nổi lên, hiệu ứng rất là đẹp. Đây là được một cái lá INS hôm nay, mà theo mình thấy hình như là INS á, nó cũng là mấy cái nhân OC, là những cái original character, không phải là nhân vật cho nhất định nào hết. Hay là SE hôm nay cũng có khá đúp, mà SE thì đúp thì phải rồi, lẽ thường thôi. Có nhiều người chơi cái bài qua phu này nè, chỉ săn kiếm cái lá, mấy lá độ hiếm cao á, thường mấy cái tầm SA trở xuống là người ta bỏ hết, bán thí hay là bỏ hay như thế nào đó, nhưng mà mình E hay là SA hay là SSA mình đều thích nè, cái đẹp vật mình thích thì vẫn ok, không quan trọng cái độ hiếm gì lắm. Đây là MR, bữa nay không có GR, nói chung là box này là hơi sukana á, đáng lẽ ít nhất là một MR, một GR thì phải. GR hôm nay rồi, ok thì video mở hộp bài 5M07 trong cái box của dòng 5 tệ mới nhất hôm nay của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau tới ha. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.